Hello, xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đến với kênh Hentai Channel. Và các bạn ơi, hôm nay anh em mình sẽ đến với một cái thành viên khá là xịn sò luôn nha. Em này thuộc dòng đó chính là Heroic các bạn ơi. Sau một khoảng thời gian anh em mình đã nở thành công được bé này rồi ha. Bây giờ thì chúng ta sẽ đổi tên nhẹ cho bé yêu nha mọi người. Hentai Channel, một YouTuber ha. Rồi, và anh em mình sẽ cho bé yêu này ăn cho nó mập lên nha mọi người. Con này thì có cái skin nhìn cũng rất là cute ha. Và ui chà, bé này phải nói là để skin nhỏ nhỏ này nhìn cũng đáng yêu phết luôn ấy mọi người. Ôi, tay cầm lưỡi hái luôn. Bây giờ level 20 thì bạn ấy sẽ ui chà, skin siêu to khổng lồ đây rồi. Và anh em mình cho nó lên là maximum level 40 nha mọi người. Thành viên này của anh em mình nó sẽ có là 4 chiêu. Đâu rồi? Đây, 4 chiêu nha. Chiêu đầu tiên sẽ là mặt trăng. À, chiêu thứ hai sẽ là huyền thoại, thứ ba là băng, cuối cùng là tiệc user hen. Rồi, bây giờ thì anh em mình sẽ mang cái bé yêu này đi quậy nhẹ nha mọi người. À, và HT có nhận mở các gói VIP trong game nha mọi người. Anh em nào đang cần mở các gói VIP trong game thì các bạn có việc inbox trực tiếp với HT nha. Mình nhận mở cái giá thì cái giá trong game nha, kèm thêm một ít phí nữa hen mọi người. Mình mở thì có hóa đơn đàng hoàng cho nên mọi người không có lo, nhà phát hành ban nít là sẽ khóa nít các bạn nha. Rồi, ở đây thì anh em mình sẽ đến với đó là cái thành viên đặc biệt này hen. Tới công chuyện luôn. À, giờ mình vô cái khu vực list này, mình cho giao lưu trước nha. Đây đây, bé yêu con đó nó. Ui chà, đây rồi, level là 70 luôn. Anh em mình có một cái thành viên xịn sò đang chờ đợi luôn ha. À, dòng Heroic thì chiêu là mặt trăng. Mặt trăng với huyền thoại. Đây. À, mới nâng lên level 40 nó sẽ nằm ở vị trí nào ta? Ok, bé yêu đây rồi. Tầm này là cho ra càng quét được rồi nè mọi người. Đó, sát thương nhân 2 luôn. Một cái đậu hộ báo không hề nhẹ ha. Và anh em nào chưa đăng ký kênh thì đừng quên để lại cho Hentai một lượt đăng ký, cũng như là like nhẹ video ủng hộ cho Hentai Channel nha mọi người. Hiện tại thì anh em mình đang có là 252k rồi. Đó, chúng ta đang cố gắng lên 300k nha. À, 300k người theo dõi ha. À, anh em nào mà chưa đăng ký thì nhớ nha, đăng ký cũng như là like nhẹ video ủng hộ cho Hentai với. Còn bây giờ thì anh em mình đi khều nhẹ tên bạn nha. Victory. Rồi, nhẹ nhàng một cửa. À, ở đây thì anh em mình lụm được luôn nè. Bé yêu thuộc dòng là Heroic. Thử nhẹ với tuyệt chiêu Squirt ha. Rồi, ổng áp luôn, tuyệt chiêu này sẽ là băng. Wow, con này thì có cái skin màu vàng nhìn cũng rất là cute luôn á mọi người. 3 hit Victory. Rồi, lên được một tầng cao mới luôn. Bây giờ thì anh em mình sẽ chuyển sang, à đúng rồi, khu vực này 20.000 thức ăn. Anh em mình làm nhẹ luôn cái Advent. 20.000 là hai cái. Rồi, tiếp theo thì khu vực Let's Can Win 3 trận. Săn tay áo lên, vô kèo. Rồi, chỗ này thì anh em mình sẽ đến với thành viên huyền thoại. Ở đây thì mình thêm cái dòng Heroic, chắc có lẽ là nó nằm ở vị trí đây rồi. Hai con lưỡi hái tử thần các bạn. Một con level là 40, còn một con level là 70 nha. Đây, mới vô thì cho anh đại của chúng ta ra thể hiện kỹ năng nè. Wow, còn lại là 15.000 đúng không? Sát thương nhân 2. Một cái màn đáp trả nhẹ nhàng các bạn. Ôi, tiếp theo thì anh em mình đến với là bé yêu này là tới 3 sao lượng hen. Rồi rồi, tới công chuyện luôn. Tiệt chiêu huyền thoại. Nhân vật chùm cuối của tên bạn sẽ là chiến binh Kitsune. Ở đây thì anh em mình sẽ sử dụng lưỡi hái tử thần. Hồi sinh nó lại thêm một lần nữa. Wow, mạnh mẽ dữ. Rồi bây giờ thì anh em mình ui 105 luôn các bạn à. Quá ghê gớm ha. Tiếp theo thì mình sẽ đến với một cái bạn để mình coi coi đội hình như thế nào đây. Rồng đá, thành viên này là Snapper, thành viên cuối cùng của team bạn là Heroic Olaf Legend. Ha, thời gian. Rồi, mới vô chưa kịp làm ăn gì hết trơn là bị lên dĩa ngồi rồi, căng nhờ.
Rồi, tiếp theo thì khả năng của lưỡi hái tử thần. Anh em mình sẽ cho bé này ra quậy. Còn bé này thì lụm nhẹ cái đi. Đó, Heroic VIP của anh em mình dù sao cũng 2 sao. Ôi, kèo này có vẻ căng nha. Mấy chiêu này thì đã được luyện hết trơn rồi các bạn ơi. Nó luyện maximum hết trơn rồi. 102. Rồi, tiếp theo luôn. Rồng vượt thời gian. Wow, 121.000 luôn các bạn ơi. Lượng sát thương gây ra khá là căng luôn nha. Rồi, 6 viên game bỏ túi nè. Rồi, bạn này thì level là 126. Anh em mình hiện tại mới có 120 thôi các bạn ơi. Wow, tầm này thì giảm 50%. Để mình coi lượng đam chúng ta bao nhiêu rồi. Ui, vẫn nằm ở cái mức gọi là 50 mấy ngàn. Chơi vậy ai chơi lại. Rồi, bây giờ là solo ổn áo nè. 40 với 40 luôn. Wow. Rồi, thành viên chùm cuối của tên bạn. Con này thuộc dòng Legion nha. Không đùa được. Wow, 107. Victory. Tiếp theo thì một bạn level là 126 nữa ha. Ca này cũng hơi gắt. What? Nó quýnh mình đúng một cái một luôn á nha. Cay nhờ. Rồi, anh em mình sẽ đến với tuyệt chiêu băng. Wow, vẫn còn miếng máu. Thôi, tình hình này là đúng đẹp luôn nè. Khả năng đánh lan của anh em mình đã được thi triển. Và bây giờ anh em mình đến với thành viên là rồng đá. Wow, 54.000. Victory ha. Tiếp theo thì đến với một các bạn level 125. Rồi rồi, một cái độ hổ báo không hề nhẹ. Thành viên này là rồng xanh nhưng mà nó đã maximum về cái răng tím rồi, ba vạch luôn. Wow, 25 ha. Rồi được rồi, để mình lụm coi nổi không nha mọi người. Tuyệt chiêu đóng băng đại pháp. Ây cha, đàm của chúng ta bị thiếu chất dinh dưỡng quá. Rồi, giật đàm liên quan cái coi. Ở đây thì anh em mình đánh lan được hai con bên trong nè. Wow, thử nhẹ với lượng sát thương tăng được ít. Đó. Rồi, bây giờ là tốn thời gian để hồi lại chiêu đây. Cố lên. Victory vẫn qua cửa ổn áp nha. Rồi, ở đây thì anh em mình ra ngoài. À, chỗ này mình đã luyện chiêu cho cái bé rồng thành công rồi đây. 66%. Em này thì hình như là còn một cái chiêu mà mình chưa luyện. Ôi, ôi chà, sao chiêu người ta luyện nó tăng, còn chiêu này luyện cái nó giảm luôn vậy nha. Ở đây các bạn, anh em mình luyện hết là 3 chiêu rồi. Còn cái chiêu cuối cùng nè, trừ 15% đam. Sao chiêu luyện lên lại là bị giảm đam thế nhờ. Rồi, bây giờ anh em mình sẽ nhận thưởng cái đã. Đây, được 10 mảnh của dòng Heroic. Tiếp theo thì 3 trận trong khu vực Arena. Đây là một cái khu vực cũng khá là gắt. Để anh em mình xem coi chúng ta mang được cái con Heroic vào hay không. Không rồi các bạn ơi, bé Heroic đó bị cấm rồi. Rồi, bây giờ thì anh em mình sẽ đến với là... Wow, nhìn cái tem này nó cũng chất lượng quá. Chúng ta sẽ bật cái khiên lên nha mọi người. Ở đây thì anh em mình sẽ có một cái khiên để tăng lượng sát thương cũng như là lượng đam nha. Và hắn thì có bán những cái nick Dragon City cho mọi người luôn nha. Anh em này đang cần những cái nick để chơi game thì các bạn có việc liên hệ với mình qua Facebook nha mọi người. Và mình để khá là nhiều nick trên cái trang web của mình là trang hantachannel.com nha. Các bạn cứ ghé vào trang web của mình để tham khảo nha. Những cái nick và cái việc inbox trực tiếp với mình qua Facebook nha. Rồi, chỗ này thì hút máu nhẹ. Đó, tiếp theo thì anh em mình sẽ nhờ đến sức mạnh của thêm một lượt đánh cái nè. Rồi, lụm luôn với sát thương nhân 2. Wow, lượng máu anh em mình được bơm lên tới là 487.000 máu nha. Rồi, cái này thì cho khều nhẹ. Wow, hơi gắt.
Ôi, đang có sát thương nhân 2 luôn nè cả nhà. Rồi rồi, tới công chuyện rồi. À, chiêu này đi, thêm được một lượt đánh nữa. Rồi, tiếp theo thì anh em mình sẽ chiêu hút máu đại pháp đây. Ôi ôi, hơi căng. Lắm, 250. Wow, kèo này có vẻ gắt thiệt các bạn ơi. Anh em mình nhây nhẹ với thành viên hệ đất cái đi. Wow, 255.000 nha. Con này máu nó hơi trâu ấy. Wow, lắm. Rồi, victory. Ngon lành hen. Anh em mình qua được cái cửa rồi đây. Một cái cửa khá là khoai ở cái khu vực arena. 70. Wow, hai con Titan các bạn à. Kèo này có vẻ hơi căng nhưng mà anh em mình ráng gồng thử coi qua nổi được hay không nha. Về cái bộ giáp á thì anh em biết rồi đó, cái bộ giáp của cái dòng Titan là anh em mình phải phá rồi mới vào được ha. Coi như là anh em mình đi du lịch rồi, hai lượt đánh. Đây, thêm một lượt đánh nữa nè. Rồi, cái này thì lụm luôn. Quá êm. Ây cha cha. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với thành viên là Rồng Đất. Ui, Titan. Mấy kèo này cũng hơi căng ha. Anh em mình đầu tiên phải phá nhẹ cái bộ giáp trước. Rồi, sau đó thì chơi lại cái trò hút máu đại pháp nha. Cơ hội tới rồi. Đây đây, xài chiêu đặc biệt để lụm liền. Nếu mà không đủ đam thì thành viên này của mình nó vẫn còn cái khả năng gọi là knock out đối thủ nha mọi người. Cho nên nó là không hề ngán tem bàn. Wow, 579.000 máu luôn. Ôi, mình không nghĩ là cái con này máu nó lại trâu ghê gớm vậy. Bật cái hút máu lên. Kỹ năng tiếp theo của anh em mình sẽ là... À, chiêu này... Ui, khoan, không được. Chiêu này thì chúng ta có thêm được một lượt đánh nữa. Nhưng mà... nó cái lượng sát thương nó không có được cao á các bạn. Đó, bây giờ là tới cơ hội tới nè. Lúng. Rồi, thêm một lượt đánh nữa là bế tem bạn là vừa đẹp luôn. Đủ tiêu chuẩn để bế liền. Victory. Wow, ở chỗ này thì 70, 55. Ui, ca này anh em mình hiện tại là 11.700 mấy rồi. Rồi, tầm này thì chúng ta sẽ lạng nhẹ với khả năng gọi là hút máu đi hen. Ở đây thì khả năng hút máu nó sẽ mang lại cho anh em mình một cái lượng máu to chà bá luôn đây. Wow, 227.000. Còn chần chờ gì nữa. Và bây giờ thì anh em mình lại đến với là thêm một lượt đánh. Rồi, bế nhẹ luôn. 248. Ôi, cái này là hai hit là qua cầu được rồi. Wow, bé vôi của anh em mình phải nói rằng đúng mạnh luôn các bạn à. Bật nhẹ cái rương cái đã hen. Rồi, ổn áp luôn, 70. Ui, gặp phải kinh công hàng VIP rồi. Hàng này là hàng xịn nè các bạn. Nhưng mà không sao, anh em mình thích thử thách mà. Tem bạn mà nó càng cứng thì mình lại càng khoái chứ. Đầu tiên thì chúng ta sẽ giao lưu nhẹ với thêm một lượt đánh nè, sau đó thì sát thương nhân 2 nè. Đó, đúng bài bản sách vở rồi. Bây giờ là tem bạn hồi sinh trở lại thêm một lần thì anh em mình sẽ nhờ đến sự xuất hiện của bé đất này đi ha. Tiếp theo thì Titan lửa. Ui chà. Phải phá cái giáp này mới đánh vào trong được. Rồi bây giờ thì anh em mình sẽ nhờ đến thêm một lượt đánh nè. Lụm. Ok, ngon.
Rồi bây giờ hồi sinh trở lại thì anh em mình cũng gồng thêm cái nữa luôn. Rồi nhân vật trùm cuối của tên bạn sẽ bắt đầu xuất hiện. Và bây giờ anh em mình sẽ đến với cái kỹ năng đặc biệt của Makarau, sát thương nhân 2 với tuyệt chiêu là nguyên thủy nha. Wow, hút máu cái coi. Ui máu 700 mấy, thiệt tình là cũng khá là chua. Đây rồi, lên dẻ luôn. Victory ha. Anh em mình có ma cà rồng khắc chế thì phải nói là rất là tuyệt vời rồi đúng không nào. Kèo này thì Mythicast ây chà, cũng ổn các bạn à. Anh em mình là bây giờ gần lên Master 3 luôn rồi ha. Gồng cái ca này là muốn xì khối luôn. Lượng sát thương đặc biệt, kích hoạt khả năng knock out đối thủ không? Ui nó kích này các bạn ơi. Rồi rồi, tới câu chuyện nè. Ý bé này hiện tại của anh em mình mới có răng tím 2 vạch thôi, nó chưa lên 3 vạch nữa. Cho nên anh em mình ưu tiên cho nó một chút xíu trong những trận đấu nha. Sát thương nhân 2 thì ôi vẫn thiếu ha, con này máu nó tới 80.000. Ơ, nó còn tới 80.000. À, hút máu đem về cho mình xài luôn. Nhân vật cuối cùng sẽ là Heroic kinh công đá. Wow, 2 hit thôi là đá con này nó văng vách liền. 16m50. Victory. Rồi, ở đây thì anh em mình sẽ còn lại là một hiệp nữa. Nhưng mà kiếm rồi là cái đội hình nào nó ngang cơ với anh em mình xíu. Ủa, đội hình này là nó quá ngang luôn. Một cái đội hình khá là khủng bố khi gặp cái con này với lượng máu rất là trâu. Nó được tăng sát thương với lại là hồi sinh. Rồi rồi, tới công chuyện rồi. Đây, ép máu luôn. Wow, kích hoạt khả năng knock out đối thủ luôn. Rồi với cái lượng máu siêu trâu đến từ thành viên kinh công đá và cái skin nhìn rất là đẹp này luôn thì đây anh em mình quánh rồi, là quánh luôn rất là văn hóa luôn, nhẹ nhàng nè, vừa hút máu mà gọi là vừa ao nhây với tên bạn luôn các bạn à. Rồi vượt qua được, vượt qua được em này nữa rồi hen. Ây cha, ôi máu tuột, máu tuột quá. Rồi nhân vật chùm cuối của tên bạn, anh em mình còn cái hồi sinh cho nên không sao. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với bé voi, Heroic voi với cái voi lắm. Wow, 95 này thì chắc có lẽ là mình xài chiêu đây, chiêu đặc biệt lấy máu. Máu mất càng nhiều thì lượng đam nó càng lớn nha mọi người. Victory. Rồi bây giờ thì đã hoàn thành xúc xích nhiệm vụ ha. Chỗ này thì anh em mình thu hoạch thức ăn 15.000. Thu hoạch 2 cái thôi là đủ tiền liền. Ok. Rồi và anh em nào chưa đăng ký kênh thì đừng quên để lại cho anh ta một lượt đăng ký cũng như là like nhẹ video ủng hộ Hunter Channel nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo luôn nha.